Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Động hiện có 37 sản phẩm OCOP. Thời gian qua, địa phương và các chủ thể sản xuất đã tích cực mở rộng kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Công ty trách nhiệm hữu hạn cộng đồng 18 tháng 4 ở xã Thọ Vinh có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, gồm các loại visa, dê lưng da bò và túi đựng laptop. Từ cuối năm 2022, công ty đã đưa sản phẩm OCOP lên giới thiệu quảng bá trên website, fanpage và mạng xã hội Zalo để sản phẩm tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt với việc thay đổi mẫu mã sản phẩm theo hướng trẻ trung hơn. Việc đưa sản phẩm lên nền tảng số giúp tiếp cận với giới trẻ hiệu quả hơn, nhận được nhiều bình luận yêu thích của giới trẻ. Để mà thực hiện được cái đẩy mạnh doanh số bán ra cũng như đẩy được hàng hóa thì bắt buộc doanh nghiệp phải đi theo nền tảng số. Các bạn hàng cũ của doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay thì họ đã truy cập vào cái website của công ty và đồng thời đã có rất nhiều những khách hàng mới họ bán theo cái online đấy thì họ đã truy cập vào các cái bộ phận bán hàng, chỉ cần đóng hàng và gửi đi các tỉnh để phục vụ họ. Với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời khẳng định được thương hiệu của sản phẩm, chị Nguyễn Thị Hương Nhu ở xã Toàn Thắng đã nỗ lực đưa sản phẩm giò trà của gia đình mình trở thành sản phẩm OCOP. Ngay sau khi hai sản phẩm giò lụa và trà lụa Hùng Nhu được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao vào tháng 8 vừa qua, chị Nhu đã tích cực tìm cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Song song với đó là nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới, giò đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện tại thì tôi đang dùng fanpage Zalo để giới thiệu sản phẩm của mình và khách hàng đã biết đến nhiều hơn. Trong tương lai tôi đã nghĩ đến một kênh kỹ thuật số làm bài bản hơn để cho nhiều người biết đến với cái sản phẩm. Huyện Kim Động hiện có 37 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 23 sản phẩm đạt 3 sao. Hầu hết các sản phẩm OCOP là những mặt hàng nông sản chất lượng từ quá trình trồng trọt, chăn nuôi của địa phương. Song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ngừng đổi mới, nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm, việc tham gia hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số đã và đang chắp cánh cho sản phẩm vươn xa, được thị trường đón nhận và ưa chuộng.